Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc điều hòa nhiệt độ Panasonic. Đây là chiếc điều hòa nhiệt độ 2 chiều, cũng sản xuất khá lâu rồi và chúng ta đang cầm điều khiển nó. Thì để khởi động điều hòa, bạn bấm nút on off đây. Off tức là tắt, nó sẽ hiển thị đây, còn khi muốn mở thì bạn bấm on, thì đây chế độ on. Sau đó bạn chọn chế độ, hiện tại tôi đang để auto thì nó cứ chạy tự động thôi, chẳng điều chỉnh được cái gì cả. Bấm nữa nó sẽ hiện ra heat là sưởi, cool là lạnh, dry hút ẩm. Ví dụ tôi để chế độ sưởi thì bạn cũng chỉ hướng tới nhiệt độ sưởi là bao nhiêu. Ví dụ như là tôi sưởi đến 28 độ hạn thì bấm vào 28 nó sẽ chạy từ cái nhiệt độ sưởi này. Còn làm lạnh thì bạn bấm vào cool. Và tôi muốn 26 độ thì để 26. Và lúc này điều hòa sẽ chạy để hướng tới 26 độ. Thì khi chạy các bạn có thể điều chỉnh được, thứ nhất là fan speed, bạn bấm đây. Nó sẽ điều chỉnh là tự động hoặc là có 3 mức. Đấy. Thế còn air swing, bạn có thể điều chỉnh được cái vị trí của cái cánh gió hoặc là bạn để cho nó tự động chạy. Rất là đơn giản. Thế còn cái chữ hẹn giờ sao? Đây chúng ta thấy hai nút to là on off. Nếu bạn off thì nó sẽ hiện ra là mấy giờ, bạn chọn đây. Ví dụ 10 giờ thì nghĩa là 10 giờ sau sẽ off nếu bạn bấm nút set này. Ok, set rồi, 10 giờ sau sẽ off. On tương tự vậy. Bạn bấm vào on. Để hẹn on thì các bạn phải hủy đi và tắt đi. Bạn bấm on, mấy giờ mở thì giờ này. Ví dụ 6 8 giờ mở, 8 giờ tiếp theo sẽ mở thì sau đó bấm set. Thì hẹn giờ on. Còn muốn hủy đi ta bấm cancel. Thì cách sử dụng chiếc điều hòa này rất là đơn giản. Hy vọng các bạn sẽ dùng tốt nó. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.